tuổi trẻ mang trong mình dòng máu Việt Nam, dù ở nơi đâu trên khắp năm châu, tròn một vòng tay ta nối quanh địa cầu. Anh em ơi, máu xương là của mẹ, tâm hồn này là của quê hương. Mẹ Việt Nam thôi thúc đàn con kịp vun trồng mầm sống quê hương. Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, quang tung trời trên tiếng tung hô. Đi ba Việt Nam, long live Việt Nam, đi về Việt Nam. Việt Nam hôm nay toàn dân bắt tay xây nhịp cầu nối. Năm xưa đánh quân xâm lăng, hậu nhân ngày nay trong quân vô thần. Tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm truyền ngọn lửa thiêng muôn đời, từ thời Lạc Long vua hùng truyền cùng thế giới. Dòng người Việt Nam nối nhau nhập vào đoàn quân quang trung, vì mẹ Việt Nam có con cháu triều trinh. Quý vị đang đến với phóng sự đặc biệt tường trình từ New York do nhóm phóng viên Việt TV Network thực hiện. Sau đây là những hình ảnh của cộng đồng người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ trong cuộc diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 38 do Cơ quan Di dân Quốc tế tổ chức hàng năm trên đại lộ số 6 tại trung tâm thành phố New York. Sự kiện văn hóa đặc biệt này đã diễn ra vào ngày thứ Bảy, 10 tháng 6 năm 2023. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Lần đầu tiên đến đây và anh rất là ngạc nhiên, thêm phần là sung sướng nữa, là tại vì thật ra thì anh cũng có tham dự những cuộc diễn hành khác của cộng đồng ở nhiều nơi. Nhưng mà lần này đến đây thì nhận ra một điều rất đặc biệt, là ngoài cái chuyện là có sự tham dự đông đảo của những người Việt ở đây, nhưng mà khi mà nói chuyện thì té ra là rất nhiều người đến từ những tiểu bang khác, và nhiều khi là còn đến từ Canada, những nước khác nữa. Và có rất nhiều những ban chấp hành của các cộng đồng ở đây, nhìn tuổi của các anh chị thì đa số đều rất là trẻ. Thành ra đó là một cái niềm phấn khởi cho cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta nói chung. Chứ thú thật với quý vị, nếu mình đi sinh hoạt mà nhìn thấy những người đến nói chuyện với mình chỉ có tuổi anh hoặc là lớn hơn tuổi anh nữa, thì có nghĩa là mình đã thất bại trong cái việc là truyền đạt và khuyến khích cho những thế hệ đi sau mình tiếp tục cái con đường tranh đấu. Thành ra khi đến đây gặp toàn là các anh chị em trẻ, mà hỏi ra thì toàn là chủ tịch cộng đồng này, phó chủ tịch cộng đồng kia, thì anh rất là vui. Và cái đó là một cái niềm phấn khởi vô biên. Vì như chúng ta đều biết, trong khi thì tòa đại sứ cộng sản hiện diện ở đây, và người cộng sản người ta làm cái việc chống chúng ta full time, phải không ạ? Còn tất cả những người Việt quốc gia của chúng ta ở đây thì toàn là làm việc bán thời gian thôi, gọi là chống cộng hay là làm những sinh hoạt là cũng là bên lề, vì chúng ta vẫn phải kiếm sống. Thành ra được các anh chị em trẻ tham gia đông đủ như thế này và về tụ họp được hết về đây là một điều rất là đáng ngạc nhiên và đáng mừng. Thành ra hôm nay ngoài cái chuyện diễn hành văn hóa quốc tế, đây cũng coi như là một cái reunion, một cái tập họp của những các anh chị em trẻ, những người có tấm lòng, những người có khả năng, có tinh thần để tiếp nối cái con đường của chúng ta. Thì hôm nay Destiny về đây cùng với rất là nhiều anh chị em hậu duệ đến từ khắp nơi ở Hoa Kỳ. Chúng tôi được biết là có bản thân chúng tôi thì đến từ Virginia, Florida, Texas, nhiều các anh em chị em hậu duệ đều là chủ tịch cộng đồng và tụ họp về đây để biểu dương lá cờ vàng. Và đây là lá cờ mà nhiệm vụ của anh chị em hậu duệ chúng tôi là phải gìn giữ, và hàng năm chúng tôi đều tụ họp về đây để cất cao tiếng nói cũng như là dương cao lá cờ vàng của chúng ta, để chúng ta gìn giữ được nét văn hóa truyền lại cho con cháu sau này. Đoàn của chúng tôi xuất phát đi từ
8 giờ sáng ngày hôm qua ở Georgia và tới New Jersey là lúc 12, hơn 12 sau 12 giờ đêm. Và cái cảm giác của mỗi thành viên của chúng tôi là rất là vui và phấn khởi là khi mình được tham dự cái buổi lễ diễu hành này và mình được cái vinh hạnh là mình cầm cái lá cờ đại quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa để vinh danh cái quốc kỳ này và cùng với tất cả các nước khác trên thế giới để làm cái dự lễ là đa văn hóa. Phía sau phái đoàn của Tây Tạng đó là cuộc diễn hành của cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Và cuộc diễn hành ngày hôm nay sẽ được kéo dài từ con đường số 43 dài đến con đường số 57. Cuộc diễn hành xuất phát với đoàn mô tô hùng hậu cùng hai lá cờ Việt Mỹ tung bay và một banner với hàng chữ Vietnamese American Community. Theo sau là lá đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa được long trọng dương cao. Chánh của cuộc diễn hành với màu sắc rực rỡ huy hoàng và hình ảnh hai bà Oanh Nhi với tiếng nhạc hào hùng Trưng Nữ Vương vang dội giữa những cao ốc trên đại lộ của thành phố New York đã làm cho mọi người vừa cảm động nghẹn ngào vừa nghe lòng tự hào dân tộc dâng cao. Toàn dân một lòng chung trinh xót xa.
lá cờ vàng, ba sọc đó lá cờ chúng ta. Lá cờ vàng, ba sọc đó lá cờ quốc gia. Sống liên quan anh hùng trung kiên, thoát lưu danh anh hùng sử biên. Xứng danh con rồng cháu tiên. Lá cờ vàng, ba sọc đó lấy đừng bé ban. Lá cờ vàng, ba sọc đó giữa tường gian xa. Đó chiến công anh hùng thiên nhân, góp máu xương lưu truyền ngàn năm. Lá cờ vàng chúa Việt Nam. Đồng bào ơi, dân ta chung sức chung lòng, vòng tay lớn trên vai góp sức góp công, đem ngọn cờ vàng tự do bất khuất về với núi sông. Cờ vàng sọc đỏ Việt Nam cùng đời khoác với trời đông. Lá cờ vàng ba sọc đỏ lá cờ chúng ta. Lá cờ vàng ba sọc đỏ lá cờ quốc gia. Sống liệt quan anh hùng tung kiên, thoát lưu danh anh hùng sử biên. Xưng danh con rồng cháu tiên. Lá cờ vàng ba sọc đỏ lấy đừng vẻ vang. Lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng gian san. Đó chiến công anh hùng tiên nhân, góp máu xương lưu truyền ngàn năm. Lá cờ vàng của Việt Nam. Sọc đỏ lá cờ quốc gia, sống liệt quan anh hùng trung kiên, thoát lưu danh anh hùng sử biên, xưng danh con rồng cháu tiên. Lá cờ vàng ba sọc đỏ lấy đừng bé ban. Lá cờ vàng ba sọc đỏ giữa tường gian san. Đó chiến công anh hùng tiên nhân, góp máu xương lưu truyền ngàn năm. Lá cờ vàng của Việt Nam. Đồng bào ơi, dân ta chung sức chung. Hàng trăm người với banner của các đơn vị đến từ nhiều thành phố khắp nơi trên nước Mỹ. Và chủ đề thứ nhì của cuộc diễn hành văn hóa quốc tế năm nay là áo dài Việt Nam. Cho nên ban tổ chức đã có một chiếc xe hoa với các nam thanh nữ tú trong trang phục truyền thống, với các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Hòa với rừng cờ vàng phấp phới tung bay đã làm nên một cuộc diễn hành thành công về cả hai phương diện chính trị và văn hóa của tập thể cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại. Cảm ơn tất cả những nỗ lực của ban tổ chức, của tất cả cộng đồng để cho văn hóa Việt được góp mặt với các cộng đồng bạn và được giới thiệu đến với dân chúng New York cũng như những du khách ngoại quốc đến từ khắp nơi. Cuộc diễn hành đã kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, đi qua từ quãng đường số 43 đến đường 57 và kết thúc vào lúc 1 giờ 30 trưa cùng ngày. Thank you.
And what is your role today? I'm representing Zheng Yi. Okay, and how do you feel? I feel a little nervous, but I'm excited to represent the historical figures. Hello, Viet TV. I'm Kaylee, and three of us are dressed up for the Vietnamese or the parade in New York. We are dressed up in Vietnamese female warrior costumes, and we will be dancing in front of the parade. And we're very happy to represent the Vietnamese community. Chúng em từ Seattle, đoàn văn nghệ dân tộc hướng Việt, Washington State. Đến tham dự diễn hành văn hóa thế giới ngày hôm nay. Đây là lần đầu, đây là lần thứ hai Hướng Việt được vinh dự đến tham dự diễn hành này. Chúng em rất vui và hy vọng là sẽ có thể tham dự vào những năm sắp tới. My name is Dustin Tran and I'm from Virginia. Why are you being here today? Because I want to be able to see my culture and I want to be able to spread my culture to my children for the future. I'm Hannah, I'm from Texas. I'm Hayden from Texas. So both of you from Texas. Yeah. And why are you being here today? To support the American Vietnamese community against the communism. Wow. They support against communism. And do you understand about the two flag that you wear? Yes. What is the yellow one? Vietnam, when they had freedom. The American flag is about freedom and all life and having respect and freedom. My name is Sally. I'm from the Bronx, New York. My name is Samantha. I'm also from the Bronx. Well, so both of you from New York. Yeah. And why are you being out here in the beautiful day like this? We're here to support the Vietnamese community and just join the parade, walk with them. We think it's important to support our culture and we believe that it's important to stay true to your roots and yeah. We're here for tradition. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh của cuộc diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 38 tại thành phố New York do nhóm phóng viên Việt TV Network chúng tôi thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp. Xin kính chúc quý vị một ngày thật vui và thật bình an bên gia đình.